vẫn biết công phu con dài dầu. Nhưng nỗi tiền khiến gây lắm nợ, đời này trả dứt mới mong cầu. Mong cầu gặp Phật hồi long qua, con ráng trì tâm niệm Phật Đà, xét lại xác thầy xưa cũng hoài, thân phàm bỏ lại thế gian màng. Đến hồi trăm quan còn hiện được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách, kính thưa cho quý vị đồng đạo, các xã bạn, kính thưa tất cả cho quý vị đồng đạo có mặt hiện diện kính mến. Căn cứ Hiến chương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo nhiệm kỳ năm 2019-2024 và chương trình đạo sự của Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo năm 2023 được sự chấp thuận của Ủy ban Nhân dân xã Phú Thành và Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân cho Ban trị sự xã Phú Thành được tổ chức thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo theo nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo của tín đồ trong địa phương để tu học đúng theo tôn chỉ giáo lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ, được sự thống nhất của Ban trị sự Trung ương và sự phân công giáo lý viên của Ban phổ truyền giáo lý Ban trị sự Trung ương. Hôm nay vào lúc 8 giờ ngày 2 tháng 2 năm 2003, nhằm ngày 12 tháng Giêng năm Quý Mão, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Thành chúng tôi tổ chức thuyết giảng giáo lý do giáo lý viên Đoàn Quỳnh Lương phụ trách thuyết giảng với đề tài lược sử Đức Phật Thích Ca và sự nghiệp cứu đời của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Đó là lý do của buổi thuyết giảng hôm nay, đề nghị quan ninh. Để tiếp theo chương trình là đến phần nội dung. Để mở đầu chương trình là diễn văn khai mạc. Chúng tôi xin trân trọng và kính mời ông Đào Văn Hoan, Phó trưởng ban Ban trị sự đến đọc diễn văn khai mạc. Xin trân trọng kính mời ông. Tôi đọc diễn văn khai mạc chương trình giáo hội thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý quan khách, quý đồng đạo kính mến, hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm dưới hội trường buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, trước tiên tôi xin thay mặt ban tổ chức và ban trị sự trân trọng kính đến quý vị lời chúc sức khỏe, lời đoàn kết và lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị, thật là một niềm cảm xúc to lớn đối với chúng tôi trong buổi thuyết giảng hôm nay. Sự hiện diện của quý vị đại diện chính quyền địa phương, các vị ban trị sự xã, phường, thị trấn, các nhà mạnh thường quân và chư quý đồng đạo đến tham dự. Đây là niềm khích lệ tinh thần để chúng tôi nỗ lực hơn trong việc phổ truyền chánh pháp của Đức Huỳnh Giáo Chủ.
Kính thưa quý vị, đối với đạo Phật giáo hảo, việc truyền bá chánh pháp là một nhiệm vụ vô cùng thiết yếu, bởi hiểu, có hiểu đúng, thực hành đúng tôn chỉ, có hành đúng tôn chỉ thì mới đạt kết quả giải thoát. Như Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết, yêu ta yêu chúng viết gia giảng kệ, khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời chớ có mơ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Giáo pháp học phần tu nhân vừa mang tính khế cơ, khế lý, vừa phù hợp với tình hình thực tế và chính sách pháp lực của nhà nước, góp phần phát huy giá trị đạo đức tinh hoa văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh giàu đẹp. Đức Thầy dạy, nên bổn phận chúng ta phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo dải khắp nơi nơi trong bá tánh. Như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, không đắc tội với kẻ đời sao vậy? Sự tham dự của các ban trị sự xã bạn trong buổi hôm nay cũng nói lên tinh thần đoàn kết nội bộ đạo phổ truyền giáo pháp của Đức Thầy mà Ngài từng kêu gọi. Cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng với tín nữ thiện nam Phật giáo, nên cố gắng cao thăng gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ tinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc đó, ban trị sự Phật giáo và hảo xã Phú Thịnh, xã Phú Thành cùng tín đồ địa phương quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phổ truyền giáo lý Phật giáo hòa hảo. Đến đây tôi xin thay mặt ban tổ chức tuyên bố khai mạc buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo hòa hảo lần thứ 19 tại xã Phú Thành. Kính chúc buổi thuyết giảng thành công tốt đẹp, trân trọng kính chào. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị quan khách, kính thưa chư vị đồng đạo, để tiếp theo chương trình là bài sứ mạng, đọc bài sứ mạng của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Chúng tôi xin trân trọng và kính mời và Đỗ Thị Liến, thủ quỹ ban trị sự xã Phú Thành đến diễn đàn để đọc lại bài sứ mạng của Đức Thầy. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sứ mạng của Đức Thầy do chính tay Ngài viết. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình hoạch định, cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Ta đây tuy không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai quả chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Nhưng mà thử nghĩ, sinh trong dòng đất Việt Nam này, trải qua bao kiếp trong địa cầu lăn lộn mấy phen, tùy cơ pháp chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại để thu thập những điều đạo học kinh nghiệm quyền thâm. Lòng mê si đã diệt, sự dĩ kỷ đã tan, mà kể lại nguồn gốc phát sinh, trải bao đời giúp nước dùa dân cũng đều mãi sinh cư nơi đất Việt. Những tiền kiếp giàu sống cũng là dẫn quan đất Việt, giàu thác cũng quỷ thần đất Việt chớ bao lìa. Những kiếp gần đây may mắn gặp minh sư cơ truyền Phật pháp, gọi nhận ân đức Phật, lòng đã quảng đại từ bi. Hiểm gì nỗi cảnh quốc phá giả dông, mái quyền cơ đã định,
lòng thương trăm họ dưỡng cảnh đồ lao, chỉ xiết xót thương chúng sanh dạng khổ. Nghĩ lúc còn làm người trong biển tục, lặng lộn chung mê đồ, mà chẳng hoàn thân giúp thế cứu dân, dòng thân dĩ quốc. Huống chi nay cơ màu đà thấu tòa, sớm chiều hầu chân Phật nghe kinh, ngao du tứ hải dạo khắp tiên bang, cảnh an nhàn của người liễu đau. Muôn ngại vô sự lông sạch phàm tâm, sao chẳng ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn lén lối xuống chốn hồng trần đặng chịu cảnh chế khen. Vì lòng từ ái chứa chan, thương bách tính tới hồi tai qua, Phật Dương đã chỉ rõ mái diệu quyền, chuyển lập hội long qua, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi. Người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thư, gây cuộc hòa bình cho giảng quốc chữ ban. Thiên tạo đà xét định, khắp chúng sanh trong thế giới, trong cái buổi hạ nguyên này, sai mê vật dục, chìm đắm trong biển lợi danh, gây nên nghiệp quả. Luật trời đã trị tội, xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều. Chư Phật mới nhủ lòng từ bi, cùng các vị chơn tiên lâm phàm độ thế. Trước ra công cứu khổ, sao chỉ rõ cơ quyền. Khuyên kẻ thế huống thiện quay đầu, cái tà quỷ chánh thì mới mong thiên đình ẩn xá bớt tội căn, để kiếp đến lòng qua chầu Phật. Trước biết rõ luật trời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiễm màu, kiến diện bậc chân sư, tu hành mạo đắc quả, sao làm nhận Phật quốc hưởng sự thái bình. Bởi đời này pháp môn bế mạc, thánh đạo trắng du, người tâm trí tối đen, đời lắm mã dương quay rồi. Ta là một trong các vị cứu đời ấy, ai liễu đạo nơi quốc độ nào thì cũng phải trở về quốc độ ấy mà trở tới nhân dân. Vì thế lòng từ bi bác ái cùng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp ta nương cậy tu hành. Nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, ta quá hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Tuy là nhân dân mới rõ pháp, mà tưởng rằng ta thượng sát cởi đồng, chớ có dè đâu chuyển kiếp đã từ lâu, chờ đến ngày ra trở thế. Nên phương pháp của ta tùy trình độ cơ cảm của tín nữ thiện nam. Trên thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn, gây gốc thiện duyên cùng thầy tổ. Dưới dụng quyền diệu của tiên gia độ bệnh, để cho kẻ ít căn lành nhờ được mạnh, mà cảm lòng từ bi của chư vị giới trăm quan. Thảm thiết lê dân lầm than thống thiết, mà lời lành nghe tựa hồ như nhớ như quên. Nên kẻ xa xôi từ dân chẳng tới, người láng giềng tiếng kể nhàm tai. Đến trung tuần tháng 8, ta cùng đức thầy mới tá hiểu khùng điên. Mượn bút mực tiết lộ lấy thiên cơ, truyền cho kẻ xa gần đều rõ biết hầu ẩn năng cải qua làm lành. Còn kẻ chẳng tỉnh tâm sao đền tội, cũng chẳng trách Phật tiên không chỉ bảo.
vẫn biết đời lang xa thống trị phép nước nghiêm hình. Dân chúng nếu yêu thương sẽ lắm điều hiềm khích, nhưng mà ta nghĩ nhiều tiền kiếp ta cũng hy sinh vì đau, nào quan sát thân. Kiếp chót này đây há lại tiếc chi thân phàm tục, song vì tình cốt nhục tương thân cũng ủng hộ chở che cho xác phàm bớt nỗi cực hình. Bạc Liêu, năm Nhâm Ngũ 1942. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị, kính thưa chư quý đồng đạo, để tiếp theo chương trình là đọc 8 điều răn cấm, tức lời khuyên bổn đạo của Đức Thầy. Bài này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lê Văn Trung, trị sự viên ban trị sự đến đọc lại. Xin trân trọng kính mời ông. Nam Mô A Di Đà Phật. Lời khuyên bổn đạo 8 điều răn cấm. Khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu. Mình làm lỗi thì dứt bỏ và giữ những điều răn cấm sau đây. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bời theo đàn điếm. Phải giữ cho tròn lưng lý tam can ngũ thường. Điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chấp. Chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài chân dọn cho thái quá và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý. Đừng ích kỷ và xu phụng kẻ giàu sang phụ người nghèo khó. Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu trời Phật thần thánh mà sai hay hoặc nguyền rủa, vì thần thánh không can phạm đến ta. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu chó bò và không nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh nào, vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta, vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội. Còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần, nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Điều thứ sáu, ta không nên đốt giấy tiền, vàng bạc, giấy quần áo mà tốn tiền vô lý, vì cõi Diêm Vương không bao giờ ăn hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa. Phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường đói rách tàn tật. Điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi phán đoán việc ấy. Điều thứ tám, tóm tắt, ta thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng trọn lành, trọn sáng về nơi cõi Tây Phương mà ăn dưỡng học đạo cho hoàn tàn, đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Đạo Pháp thường hay dung giới hòa, xét người cho tốt xét thân ta. Nếu người có phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị quan khách, kính thưa chư quý đồng đạo, trước khi đi vào chương trình thuyết giảng giáo lý hôm nay, để bắt nhịp cầu giao cảm cho phần thuyết giảng hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu
và kính mời Đỗ Thị Liên, Đỗ Thị Liên và Lâm Thị Ánh Nga là đọc giảng viên của xã Phú Thành đến đọc một đoạn sấm giảng giáo lý trong quyển 5 của Đức Thầy. Trong chuyên đề thuyết giảng giáo lý hôm nay, xin trân trọng kính mời. Nam mô A Di Đà Phật. Đêm thanh niên nguyệt giữa cây, nhìn xem thế sự nào này tâm can. Tự ta nương chốn Phật đàn, dứt tâm trần cầu chẳng màng vinh quê. Trần quang thiện tính còn mê, thêm lời dục thúc gọi về đàn tu. Dốc lòng dạch ngút mây màu, đắng dịu ba tánh đường tu chen vào. Lời thầy cản tỏ âm mau, để truyền hậu thế vàng thao lọc lừa. Tô cầu thuận gió qua mưa, an hòa nhân vật phước thừa trời ban. Tô cầu thoát chốn gian nan, cầu trong chư quốc chư bang nghĩ giao hoàng. Tô cầu yên nước lời nhà, cứu quyền thất tổ Diêm La thoát hình. Tô cầu Phật hóa tánh tình, lưỡi mê chẳng buộc nhẹ mình tiêu dao. Tô cầu cửa Phật đặng vào, gót sen thông thả giết bao thanh nhàn. Tô cầu bệnh ni tật tiêu tan, từ bi hỷ xả Phật ban phép lành. Tô cầu thoát khỏi tử sanh, nương theo Phật quốc lời lành hằng nghe. Coi trần đừng đắm ngựa xe, đeo tuồng mộng quyền lập lè sắc hương. Tu cầu cha, tu cầu chăm mi hoa hiền lương, đồng thinh niệm Phật tai ương chẳng còn. Tu cầu giai đạo vui,
vợ thuần cháu con thảo hiền, tu cầu thoát khỏi xích xiềng, giữa kề chân Phật xa miền trần lao. Tu cầu trong hết bình đau, gặp đời bình trì giết bao vui vầy. Mắt nhìn chư Phật đông đầy, thành vàng điện ngọc mới cho thầy đăng tiên. Ai mà muốn đặng phước duyên, nghe lời khuyến thiện lòng liền phát tâm. Tu cho rõ mối quyền tâm, quy đạo Phật pháp khỏi lâm tai nạn. Phước đức quý hơn bạc vàng, những người bạc ác giàu sang ít gì. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến phần bế mạc, chúng tôi xin trân trọng và kính mời ông Đoàn Thanh Tuấn là trị sư viên đến để có đáp từ với ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời ông. Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách, chư quý đồng đạo kính mến, sau gần hơn 2 giờ tiến hành buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, đến đây đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình. Giáo lý viên đã đem sở học triển khai nội dung đề tài mạch lạc để làm sáng tỏ tính nhân văn sâu sắc trong giáo pháp học Phật tu nhân của Đức Huỳnh Giáo Chủ, giúp chúng ta nhận thức thêm ý nghĩa lời dạy của Đức Thầy trong tôn chỉ giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Giáo lý viên đã xin cảm ơn tôi thay mặt ban tổ chức chân thành cảm ơn cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi để ban tổ chức hoàn thành nội dung chương trình thuyết giảng. Cảm ơn quý vị giáo lý viên không ngại đường xa xôi đến đây thực hiện hoàn thành nhiệm vụ truyền bá giáo lý Phật giáo Hòa Hảo do ban trị sự trung ương phân công. Xin tri ân ban trị sự các xã, phường, thị trấn, các nhà mạnh thường quân, nhà hảo tâm và chư quý đồng đạo đã đến đây tham dự. Chân thành cảm ơn gia đình chị Phan Thị Bé Tư đã cho mượn mặt bằng và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ chi phí để ban tổ chức hoàn thành chương trình thuyết giảng. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố kết thúc buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Trước khi dứt lời, kính chúc quý vị quan khách dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống. Chúc chư quý vị đồng đạo vạn sự an lành, thân tâm thường lạc, đạo quả viên dung. Thân ái kính chào. Nam mô A Di Đà. Kính thưa chư quý vị và quý đồng đạo, để trước khi đi vào chương trình nghi thức tôn giáo bế mạc, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Năm Bốn là nhân sĩ của ấp Phú Thượng, có một cái cảm niệm đối với đạo Phật giáo Hảo của chúng ta, và ông đã tặng lên một bài chúc với mà tất cả đồng đạo chúng ta. Xin trân trọng kính mời ông.
Kính thưa đạo hữu gần xa đến dự thuyết giảng, đạo ta vững bền, những lời thầy dạy chớ quên. Chân lý soi sáng hãy nên trao dồi, mau làm điều thiện đi thôi. Long qua mở hội chọn rồi hiền nhân, làm người phải có đức ân. Sống cho trọn đạo bản thân thật thà, kính chúc đạo hữu mọi nhà bình an gia đạo chan hòa yêu thương. Cuộc sống luôn được lên hương, phát triển đạo sự Phật đường hanh thông. Xin hết. Thay mặt ban tổ chức cũng chân thành cảm ơn nhân sĩ 54 đã có đôi lời chúc rất là hữu ích. Nam mô